Vâng, em xin chào quý vị. Này, em hôm nay thì em có cái con giải mã là Onkyo 74TV nên đây quay lên cho các anh đang hỏi con này nhé. Cái con này thì em cũng nói ngay rõ từ đầu clip luôn là con này hiện tại em test là series là không đọc. Đấy, và con này em bán là để chúng ta về là nghe đường quang và nghe điện thoại từ từ máy tính từ điện thoại ra đấy, để nghe nhạc nhé. Mình có thể làm đường giải mã quang ra về. Đấy, giải mã quang ra về thì như em đang làm đây, chúng ta kết nối đường quang vào đây. Đấy, sau đó out tín hiệu ra đường AVA vào đây, đường tiếp out vào đây và đưa ra âm đi là được. Đấy, quý vị nhìn thấy không? Đấy. Đấy, được chưa? Đấy, hai bên phải trái đều có tiếng đúng không? Thì cái này là mình có thể là làm giải mã quang ra AV là như thế, tức là đưa tín hiệu quang vào đây và giải mã hình tín hiệu đường AV và đưa vào âm đi. Đấy, được chưa? Rất ok luôn. Đấy, còn ở đây là chúng ta có thể dùng con này là chính công suất của con này luôn. Con này nó bản thân nó có công suất để nó có thể kéo được một đôi loa bass nó khoảng tầm 12 14 độ về. Đấy, thấy không ạ? Đây. Đấy, tiếng tầm lên là được này. Bật volume lên là được thôi. Cả hai bên đều đang có tiếng, đường quang chạy ok và công suất chạy ok. Đấy, bây giờ em sẽ test thêm cho quý vị một chút xíu là cái vấn đề là nghe nhạc từ điện thoại ra. Khi nghe từ điện thoại ra thì mình gắn ở đây. Đấy, thì mình chọn nhạc ở đây thôi. Đấy, bấm vào đây, sau đó thì là chuyển đường vào sao đường line này. Đấy, hay là có tiếng rồi này. Đơn giản đúng không ạ? Còn về ngoại hình của con này thì đây quý vị có thể nhìn thấy nhé. Ngoại hình này ok luôn. Mặt mũi này, nắp vỏ đây nhá. Đấy, nhìn chung còn rất ok nhá. Còn tất nhiên đây nó là hàng bãi hàng cũ thì kiểu gì thì kiểu nó cũng sẽ có một vài vết nọ vết kia một tí xíu, nhưng mà xét từ mặt tổng thể thì con này nó còn rất đẹp đúng không ạ? Xét từ mặt tổng thể con này còn rất đẹp. Chúng ta phải nhìn tổng thể. Con này thì công suất của nó là đi 65W điện 100V nhé. 65W điện 100V và trở kháng của âm đi là từ bao nhiêu đây? 4 đến 16 ohm này. Đấy, thoải mái luôn nhé. Đấy nhá, có thể kết nối điện thoại máy tính nghe nhạc được này.
ok nha. Thì con Onkyo 7GX DV này thì giá của nó vâng là đi vâng con này là đi 1.450.000. Thì bác nào có nhu cầu mua hãy liên hệ cho bên em nhé. Số điện thoại liên hệ là 0979 1682 hoặc là 0966 594581 nhé. Vâng. Em xin chào quý vị. Vâng.